Từ thời kỳ bình minh của nền tân nhạc Việt Nam cho đến nay, một nhạc sĩ đã lữ hành suốt đoạn đường dài sát với con người và lịch sử Việt Nam. Người nhạc sĩ này đã cống hiến cho nền tân nhạc Việt Nam ngàn lời ca, phản ánh thăng trầm của nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh tâm tình, buồn, vui, khổ đau hay hạnh phúc của con người Việt Nam. Người lữ hành này chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Đối với tôi, nhạc sĩ Phạm Duy không có tuổi tác và nhạc của anh sống với chúng ta và nhiều thế hệ sau này nữa và mãi mãi. Nhạc sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh năm 1921 tại Hà Nội. Thân phụ của ông là nhà văn Phạm Duy Tốn, một nhà nho khoa bảng. Cụ Phạm Duy Tốn cũng là một trong những nhà văn quốc ngữ đầu tiên của văn học Việt Nam. Thân phụ mất sớm khi ông mới lên 2 tuổi, nhạc sĩ Phạm Duy sống gần gũi với mẹ. Ông theo học tại trường Trung học Thăng Long. Ông đến với nghệ thuật đầu tiên qua hội họa tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Ca khúc đầu tiên của Phạm Duy được xuất bản vào năm 1942 là Cô Hái Mơ. Phạm Duy bắt đầu cuộc đời âm nhạc là một ca sĩ trong gánh hát Đức Huy và lưu diễn khắp miền đất nước. Từ năm 1945, vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Phạm Duy trở thành cán bộ văn nghệ. Ông đã cùng hoạt động với nhà thơ Hoàng Cầm. Cái bài hát của Phạm Duy nó cũng làm cho người ta rung động, chứ nó không hề khô ta. Khi mà mở màn của kháng chiến độ vài năm đầu thì phải nói là những bài ca khúc của Phạm Duy là phổ biến nhất, nhiều người thuộc nhất, và nói đến Phạm Duy ai cũng nhớ, ai cũng biết. Năm 1949, Phạm Duy kết hôn với nữ ca sĩ Thái Hằng. Ông và gia đình về thành và di cư vào Nam năm 1951. Năm 1954, Phạm Duy du học tự túc ở Pháp. Ông trở thành bảng thính viên của Viện Nhạc học Institute de Musicology tại Paris. Một người bạn học với ông thuở ấy là nhà nhạc học Trần Văn Khê. Có câu Phạm Duy đó tôi thích. Thật ra mình học ông giáo. Nhưng mà ông giáo bảo cái gì mình không bao giờ mình làm theo ông giáo. Tôi nghe, người nào nghe cái đó thì nói là cái người bất phục thiện. Nhưng mà tôi nói Phạm Duy như thế mới là có personality. Học nhạc Tây Phương, nhưng Phạm Duy cương quyết giữ lấy chất liệu nhạc cổ truyền. Những nhạc phẩm bất hủ, đầy tình tự quê hương của ông, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh đã trở nên bất tử. Tôi cũng sinh cùng một thời với tôi. Sau tôi biết thôi, nhưng mà kiểu vấn đề là cố hiểu phần hồn của những cái bản nhạc của tôi soạn. Phạm Duy muốn đứng trên chính trị, nhưng ông không đứng ngoài thời cuộc. Đừng ai nói bảo tôi là người của ông Hồ Chí Minh, đừng ai nói bảo tôi là người của ông Diệm. Hãy đừng ai nói bảo tôi là người của Mỹ không ạ. Tôi là người của dân tộc Việt Nam. Hai trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam, rồi Tâm Ca, Tâm Phẫn Ca, đều nói lên tâm tình của ông và của thế hệ thanh niên miền Nam đối với thời kỳ mà ông cho là bi đát của lịch sử Việt Nam vì cuộc nội chiến tương tàn. 10 bài tâm ca của Phạm Duy sáng tác từ tháng 2 năm 65 cho đến tháng 10. Trong 10 tháng đó, khi mỗi một bài hát tung ra đó, thì anh em người ta mang ra người ta hát ngay lập tức. Đó là cái thời kỳ bùng nổ đông đảo nhất của sinh viên ở Sài Gòn. Và những bài hát đó nó phản ánh cái tâm trạng của họ. Bên cạnh những bài hát nói lên hiện thực xã hội, dĩ nhiên Phạm Duy không bỏ rơi tình ca đôi lứa. Trong thời gian từ 1956 đến 1966, ông soạn một loạt tình khúc mà ông gọi là nhạc tình cảm tính. Đó là những tình khúc bất hủ như Thương Tình Ca, Đừng Xa Nhau, Đường Em Đi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Còn Gì Nữa Đâu. Những bản nhạc này được gợi hứng từ một cuộc tình lãng mạn kéo dài 10 năm. Không bao giờ quên được. Sao quên được? Tình yêu đẹp đến như thế này sao quên được? Người bạn đời của ông, nữ ca sĩ Thái Hằng, đã tôn trọng niềm rung động của một nghệ sĩ. Người ta cứ gọi bà là bà Á Thánh. Bà không ke cái chuyện đó. Bởi vì người chồng họ nhạy cảm thôi. Mà trong khi tôi nhiều người tình lắm, nhưng mà bao giờ tôi đối với gia đình cũng là đầy đủ ấy. Thấy không ai trách người ta. Nữ ca sĩ Thái Hằng từ trần năm 1999 vì ung thư phổi. Phạm Duy tưởng đã buông xuôi tất cả, nhưng con người nhạc sĩ trong ông đã vực ông dậy. Ông không những kết thúc hồi ký Phạm Duy tập 4
mà còn hoàn thành Minh Họa Kiều phần 2, tức Kiều gặp Kim Trọng. Người đâu gặp gỡ, làm chi? Trong năm biết có đi. Biết có chuyện gì hay không? Làng Kiều đối với tôi đó thì là thân phận người Việt Nam. Người Việt Nam mình sinh ra đã nhìn thấy cái mả của mình rồi. Đạm Tiên là cái thân phận của cái người người Việt Nam, nhiều người tài, đồng dân tộc rất tài hoa. Mà càng tài hoa thì càng bạc mệnh. Cho nên mình cứ vất vả quá. Nhạc phẩm sau đó được chuyển sang studio của nhạc sĩ Duy Cường, người con trai thứ tư của nhạc sĩ Phạm Duy, để hòa âm. Ôi mới lạ lùng để lòng khó thể cầm lòng cho đã. Mang cái nhạc khí Việt Nam vào để thử thách xem nó hòa với nhạc khí Tây phương nên như thế nào. Lá rụng hoa rơi, lá rụng hoa rơi. Nhạc sĩ Phạm Duy di tán sang Hoa Kỳ năm 1975. Đại gia đình đoàn tụ khi bốn người con trai của ông đến Hoa Kỳ vào năm 1979. Gia đình ông sống ở Florida 2 năm, sau đó dọn về Nam California và cư ngụ tại Midway City, nơi ông gọi là thị trấn giữa đàng. Quê hương nó có cái lũy tre xanh, nó có con sông dài, nó tất cả cái thứ nhỏ bé. Ra ngoài này thì quê hương không thấy đâu cả. Nó chỉ ở trong trí tưởng tượng của mình thôi. Thành thử ra khi mà tôi lúc đầu tiên sang tôi sản thì bài nó gọi là ảo ảnh quê hương, nhớ quê hương, nostalgia. Xong rồi thì tôi tỉnh ngộ, giờ đứng sang tại sao mình phải nói cuộc đời trước mặt của mình, tôi mới chuyển sang những đề tài khác. Và ra đây thì mình lại phải sống với cái con người của cái đất, không phải của đất nước, mà là con người của vũ trụ, của trái đất. Chẳng bao nhiêu tuổi à, ơi à chẳng già, mà sao ta thấy à, ơi à ta già như trăng, ta già như trăng, ta già như em ơi em chẳng già, em vẫn sáng. Dù sao đi chăng nữa, tôi với các anh em cũng đã sống một thời. Mà chúng tôi làm đủ một phần, một người nghệ sĩ. Dù ta sống chết, à, ơi à cũng gợi tiếng ca cho đời. Đã nằm nghe ta hát vòng trăng cao, hát trong kiếp này hay hát trong kiếp sau. Thường thường là gia đình nặng để các con nó lớn thì nó xa mình hết. Gia đình nhà tôi thì không thế. Thì nhà tôi đến giờ phút này mà các con nó vẫn quấn quýt ở bên cạnh. Tôi cho cái đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Ở vào tuổi ngoài 80, ông vẫn lưu diễn nhiều nơi, trình làng tác phẩm mới nhất của mình. Tất cả cái nghệ thuật của tôi trong vòng 50 năm nay đó là toàn là hàn gắn này. Trên các con đường cái quan là phản đối cái sự chia cắt đất nước. Mẹ Việt Nam là phải kêu gọi các con xúm xít lại ôm thương lấy mẹ, đừng có giết nhau nữa. Bởi chim bỏ xứ là đã ra đi thì phải trở về. Thế thì bây giờ đến Kiều cũng là vậy, cũng là sự hàn gắn. Thế bây giờ là cuối đời tôi rồi. Thế bây giờ thì tôi muốn kết thúc sự nghiệp bằng một tác phẩm vô cùng Việt Nam là Truyền Kiều, đồng thời là một nghệ sĩ lúc nào cũng muốn bảo tồn và phát huy nhạc nghệ của dân tộc. Xuân thương ngày tháng với gánh nặng tương tư, gánh